Việc khu trừ băng chi lực trong cơ thể Tiểu Ưu Tiên ước chừng làm Tiêu Viêm mất 4 ngày. Trong đó, 4 ngày này, hắn đã gần như sử dụng gần 100 loại thuốc để làm dược liệu rồi dung nhập vào bên trong thủy dịch, sau đó để cho Tiểu Ưu Tiên hít vào trong thể nội, từ đó dần dần tán ra băng chi lực ra ngoài. Mà qua lần này thì cái nhìn của Tiêu Viêm đối với lại băng chi lực của băng Hà Cốc cũng tăng lên không ít, đấu khí chỉ có cảnh giới đấu tông mới có thể miễn cưỡng tu luyện quả nhiên có chỗ bất phàm. Dưới ánh sáng nhu hòa trong động, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên một khối đá, trước mặt của hắn là một thùng nước nóng hổi. Nước trong chậu là một màu đỏ sậm mà Tiểu Tiên đang ngồi ngay ngắn trong đó. Hàm răng nàng khẽ cắn lên đôi môi đỏ mọng, từng giọt mồ hôi mang theo hàn khí không ngừng thoát ra. Ngoài ra sau đó theo khuôn mặt chảy xuống, những giọt mồ hôi đó vừa nhỏ xuống trong chậu nước thì lập tức bị nhiệt khí phân giải đi. Nước thuốc trong chậu gỗ đến giờ phút này đã bị hấp thu đi rất nhiều, bởi vậy cũng làm cho thân thể của như hoa như ngọc Tiểu Ưu Tiên khẽ lộ ra. Dưới cảnh màn hơi nước bốc lên rồi lộ ra một thân hình tuyệt mỹ như thế, gây cho người ta cảm giác yêu thích không muốn rời đi khỏi nơi này. Sương mù nhàn nhạt từ trong chậu gỗ bốc lên tạo thành những làn sương trắng tuyết. Những làn sương trắng này buông xuống trán của Tiểu Ưu Tiên rồi tiếp tục chảy xuống. Đôi má của nàng giờ phút này hơi hồng lên, làm cho nàng quyến rũ động lòng người. Trong mắt màu tím của nàng cũng hơi đung đưa, tản ra một lực hấp dẫn khác thường. Trong chậu gỗ dược lực màu hồng không ngừng dũng mãnh ào ào vào trong cơ thể của Tiểu Ưu Tiên. Cứ một lúc như thế thì đột nhiên thân thể nàng run lên một cái rồi khẽ quát lên. Đúng lúc này thì có một đạo hàn khí ngưng tụ thành một khối băng nhỏ tự nhiên từ trong miệng nàng phun ra, rồi bắn lên trên một tảng đá lớn trong sân động. Nhất thời tảng đá này phát lên một tiếng kêu răng rắc, rồi bị tầng tầng lớp lớp bao bọc lại. Sau khi phun ra khối băng nhỏ này thì vẻ tái nhợt trên gương mặt Tiểu Ưu Tiên cũng giảm đi rất nhiều, đã hiện lên chút hồng nhuận. Tiêu Viêm đang nhắm mắt tu luyện cũng vì động tĩnh như vậy mà mở mắt ra, nhìn thấy sắc mặt Tiểu Ưu Tiên thì không khỏi vui vẻ hỏi: băng chi lực đã bài xích hết rồi chứ? Tiểu Ưu Tiên cười cười khẽ gật đầu. Vậy thì tốt rồi, thứ này đúng là rất khó đối phó, ta thí nghiệm hơn 100 loại dược liệu thì mới tìm được dược liệu thích hợp nhất. Thấy thế Tiêu Viêm buông lỏng một hơi, cười nói: nếu như băng chi lực đã bị bài xuất thì không còn điều gì đáng ngại nữa đâu. Về phần những vết thương khác trong cơ thể ngươi thì đó là chuyện nhỏ, ta sẽ chữa lành. Tiểu Ưu Tiên gật đầu lần nữa, đối với bổn sự luyện đan của Tiêu Viêm nàng không hề có chút hoài nghi nào. Ngươi có thể xoay người đi chỗ khác được không? Đột nhiên đôi mắt của Tiểu Ưu Tiên cũng hơi đông đưa, khuôn mặt khẽ hồng lên nói. Nghe vậy Tiêu Viêm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chợt xấu hổ nở nụ cười rồi vội vàng chuyển thân hình sang một bên. Nhìn thấy Tiêu Viêm đã xoay người, Tiểu Ưu Tiên khẽ thở ra một hơi, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng một cái, rồi thân hình mềm mại nàng lại liền từ trong chậu gỗ bay vụt ra. Tay của nàng vừa động đã lấy một bộ quần áo sạch sẽ khác từ trong giới chỉ ra, sau đó xoay tròn một cái thì bao bọc hoàn toàn lại thân hình tuyệt mỹ của nàng. Được rồi, nghe thấy âm thanh ở đằng sau thì Tiêu Viêm mới quay đầu lại. Nhìn thấy Tiểu Ưu Tiên giờ phút này đang mặc một bộ quần áo màu trắng mà không khỏi hiện lên một vẻ kinh hỉ. Khí chất Tiểu Ưu Tiên bây giờ nhìn rất giống nàng năm xưa ở trấn Thanh Sơn mà Tiêu Viêm lần đầu gặp. Một người con gái như một khối ngọc làm ấm lòng người khác. Giờ phút này thì nàng mới chân chính là nữ thần Tiểu Ưu Tiên trong lòng tất cả song minh tại trấn Thanh Sơn, chứ không phải là một độc nữ của độc tông xuất vân đế quốc mà người khác mới nghe qua đã sợ vỡ mật. Chậm rãi thu hồi lại vẻ vui mừng trong mắt, Tiêu Viêm cũng khẽ than trong lòng. Có thể nói thời gian tại xuất vân đế quốc là thời kỳ hắc ám nhất trong lòng Tiểu Ưu Tiên. Mặc dù sau này có hắn làm bạn nhưng nàng vẫn luôn im lặng như trước, hiển nhiên vẫn bị ký ức không vui ảnh hưởng. Nhưng mà nhìn nàng bây giờ thì dường như nàng đã thực sự bước qua cái bóng ma ký ức đó. Nàng bây giờ mới đúng là Tiểu Ưu Tiên mà Tiêu Viêm nhận thức. Nhìn cái gì đấy? Đôi mắt đẹp của Tiểu Ưu Tiên xoay chuyển khẽ cười nói. Ngắm mỹ nhân. Tiêu Viêm chợt tức cười một tiếng, sau đó nhảy xuống tảng đá lớn bên cạnh Tiểu Ưu Tiên, tay hắn cầm lấy bàn tay trắng mềm mại của nàng, rồi hơi nhắm mắt lại, bắt đầu xem xét thương thế trong người nàng. Đôi mắt đẹp của Tiểu Ưu Tiên khẽ dừng lại trên khuôn mặt người trẻ tuổi này. Có lẽ gương mặt này không phải là gương mặt anh tuấn nhất trong những người mà nàng gặp, nhưng lại làm cho người khác ấm lòng vô cùng, ôn cùng ôn thuần. Cảm ơn ngươi. Tiểu Ưu Tiên cúi đầu rồi dùng một âm thanh chỉ có nàng nghe thấy được nói ra, rồi chợt nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Nụ cười này dường như khác hẳn với trong quá khứ, giống như thêm vào một chút gì đó, làm cho nụ cười này càng thêm xinh đẹp, càng thêm động lòng người. Đôi mắt đang khép hờ của Tiêu Viêm chậm rãi mở ra, sau đó nhìn Tiểu Ưu Tiên cười nói, tình trạng tốt hơn ta nghĩ, ngươi hãy ăn viên đan dược này, hẳn là trong 2-3 ngày thì sẽ hoàn toàn khôi phục. Vừa dứt lời thì Tiêu Viêm đã lấy một quả đan dược tròn trong giới chỉ đưa ra cho Tiểu Ưu Tiên. Đưa tay nhận lấy viên đan dược này, Tiểu Ưu Tiên khẽ gật đầu một cái, có Tiêu Viêm bên cạnh dường như nàng đã an tâm hơn rất nhiều. Ách nan độc thể của ngươi sao rồi? Tiêu Viêm nhìn sắc mặt Tiểu Ưu Tiên một chút rồi đột nhiên nói, ổn rồi. Tiểu Ưu Tiên cười cười, nhẹ nhàng nói, vẫn hoàn hảo ư? Tiêu Viêm nhướng mày, âm thanh không khỏi trầm xuống, đối với thái độ này của Tiểu Ưu Tiên, hắn hơi có chút không thích. Dường như cảm nhận được sự hờn dỗi của Tiêu Viêm, Tiểu Ưu Tiên cười nhỏ, giọng nói, nếu như độc thể đã phát thì nó sẽ phản vệ thần trí của ta, lúc đó ta cũng không có nhận ra ngươi đâu.
Trong trí nhớ của nàng thì người trước mặt này chiếm một vị trí rất lớn trong lòng nàng. Hắn là người bằng hữu của nàng, cũng là người bằng hữu duy nhất luôn tán thành nàng. Đương nhiên, người từng là bằng hữu đơn thuần này ở đây trong lòng nàng đã chuyển biến, càng thêm sâu nặng hơn. Đừng nói như thế, yên tâm đi, trong 2-3 tháng này ta sẽ đem ma hạch của thiên động hạt long thú thu vào trong tay, đến lúc đó đã có thể triệt để khống chế ác nan độc thể. Đến lúc đó, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, tuy nói hiện giờ trong giới chỉ của hắn chỉ có một quả ma hạch của thiên độc hạt. Nhưng cũng không thể đạt được yêu cầu, trừ phi đến bước cuối cùng mà không có thì Tiêu Viêm cũng không muốn dùng thứ này, vì nó quá mạo hiểm với sinh tử của Tiểu Y Tiên. Thiên độc hạt long thú, nghe vậy đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên khẽ chớ. Trên gương mặt lại có một chút cổ quái, chần chờ một chút thì mới nói, nếu như là thiên độc hạt long thú thì có lẽ là thần dạng cũng tìm được. Tiêu Viêm ngẩn ra rồi, chợt dùng ngữ khí mừng như điên nói, là cấp bậc nào? Chắc là cấp bậc 7, đều có thể hóa thành hình người. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói, ngươi gặp qua rồi, ở nơi nào? Trong mắt Tiêu Viêm xuất hiện một nét vui mừng, vội vàng hỏi, động vật ở Lạc Thần Giản tung hoành khắp nơi, trong đó cũng có một số động vật ma thú có thực lực khủng bố, cho nên thế lực ở đây cũng vô cùng khủng bố, mà cái thiên động hạt long thú kia là một phương bá chủ ở đây. Tiểu Y Tiên khẽ đưa tay hất tóc, trên gương mặt có chút cổ quái nói, ta ban đầu đi vào Lạc Thần Giản không lâu thì gặp qua được tên thiên độc hạt long thú đó. Tên đó vừa thấy ta thì y như là kẻ điên vậy, không ngừng gào khóc muốn bắt ta để làm nữ nhân của hắn. Lúc đó ta bị trọng thương cho nên cũng không muốn dây dưa với hắn, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy đi. Tiểu Viêm hơi sững sờ rồi nhìn Tiểu Y Tiên một cách cổ quái, một lát sau không ngừng lắc đầu, cảm thấy buồn buồn, nói, xem ra lực hấp dẫn của ngươi không nhỏ à, ngay cả ma thú cũng bị ngươi làm cho điên đảo như thế. Còn muốn bắt ngươi về làm áp trại phu nhân, có cái gì mà cười, tên kia rõ ràng chính là nhìn trúng ách nan độc thể của ta. Thấy thế, Tiểu Y Tiên cũng khẽ đỏ mặt lên, sẵn giọng nói, biết ra mặt của Tiểu Y Tiên mỏng, Tiêu Viêm cũng không cười nữa, trong mặt lộ ra vẻ hưng phấn nói, đại giao hòa kia có thực lực như thế nào? Ta không cùng hắn giao thủ, nhưng sợ còn mạnh hơn đám người băng phù, chắc khoảng bát tinh đấu tông. Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói, bát tinh đấu tông à? Tiêu Viêm khẽ gật đầu, may mà không phải là một khối xương quá cứng ngắc, người cứ chữa thương trước đi. Đợi đến khi thương thế của ngươi lành hẳn thì chúng ta động thủ với con thiên độc hạt long thú kia. Nếu như có thể có ma hạch của nó thì vấn đề ách nan độc thể cũng coi như giải quyết xong. Hơi trầm ngâm, Tiêu Viêm liền đưa ra quyết định. Nghe vậy thì Tiểu Tiên cũng khẽ gật đầu một cái. Ách nan độc thể vẫn là một tảng đá lớn trong lòng nàng. Nếu như có thể giải quyết sớm thì vẫn là điều tốt nhất. Ta cũng phải chuẩn bị một số việc để phòng ngừa vạn nhất có xảy ra gì nữa. Tiêu Viêm cười cười, thân hình vừa động thì lại ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn kia, mà trong đôi mắt đen nhánh cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn cũng muốn biết, khi mà đã khống chế hoàn toàn ách nan độc thể, thì thực lực của Tiểu Y Tiên sẽ tăng tới trình độ nào, có thể tăng vọt lên đấu tôn không? Nếu như có thể thì chẳng phải thêm một thiên hỏa tôn giả nữa thì bên cạnh hắn đã có hai cường giả đấu tôn nữa. Nghĩ đến đây thì Tiêu Viêm không khỏi có chút nóng lòng cùng chờ mong. Nếu như là trước kia thì hắn nào có thể dự đoán được là ở cạnh hắn cư nhiên lại tụ tập nhiều cường giả cảnh giới như thế. Sau khi biết được tung tích của thiên hạt độc long thú thì Tiêu Viêm vẫn chưa vì thế mà vội vàng. Ma thú có thực lực bát tinh đấu tôn không phải là vật tầm thường. Nếu không có sự chuẩn bị chu toàn thì sợ rằng cơ hội đắc thủ sẽ không nhiều. Thực lực của Tiêu Viêm bây giờ mới chỉ là thất tinh đấu tông, mà Tiểu Y Tiên thì có chút ngoài dự kiến đã đạt đến lục tinh đấu tông. Tốc độ tu luyện của hai người như thế này là không tồi. Nếu như hai người bọn họ liên thủ thì việc chém giết một con thiên hạ độc long thú kia không phải là không thể, nhưng nhất định sẽ hao tổn một chút. Dù sao thì bát tinh đấu tông cũng ngang ngửa với tên quái vật phí thiên rồi. Mặt khác, ai cũng không biết con ma thú này còn có con bài chưa lật nào hay không. Nếu như đến lúc đó mà không thể một lần nữa bắt nó rồi để cho nó chạy thoát thì sẽ phải đến đâu mà tìm đây? Hơn nữa, cho dù Tiêu Viêm có tinh lực đi tìm thì Tiểu Y Tiên cũng sẽ không có đủ thời gian để chờ đợi. Cho nên nếu như không động thủ thì thôi, đã động thủ thì phải có nắm chắc. Hơn nữa, cái con thiên hạt độc long thú, bá chủ một phương của Lạc Thần Giản này cũng hóa thành hình được. Cho nên linh trí của nó sẽ không kém gì so với loài người. Nó không chừng còn gian xảo hơn, cho nên dưới trướng của nó cũng sẽ có không ít ma thú có thực lực mạnh. Một khi động thủ thì những con ma thú đó cũng sẽ là phiền phức không nhỏ. Nhưng mà may mắn là trong giới chỉ của Tiêu Viêm vẫn còn một trợ thủ lợi hại như Thiên Hỏa Tôn Giả. Dựa theo tính toán ban đầu của hắn thì muốn luyện chế thân thể được cho Thiên Hỏa Tôn Giả xa, sau đó mới động thủ với con thiên hạt độc long thú kia. Nhưng sau khi nhìn lại tài liệu, lại vừa vặn thiếu một vật, đó chính là máu huyết ma thú cấp 7. Đương nhiên nếu như thật sự lấy ra hết thì cũng không phải là không có. Giọt máu huyết tinh luyện từ trong thầy khô Thiên Yêu Hoàng kia hẳn là có cấp bậc xa hơn yêu cầu, nhưng mà đáng tiếc là số lượng lại không đủ. Tinh huyết Thiên Yêu Hoàng mà Tiêu Viêm còn lưu lại chỉ có một ít vài giọt, với số lượng ấy thì căn bản không thể luyện chế ra được thân thể cho Thiên Hỏa Tôn Giả. Cho nên để luyện chế thân thể này thì cũng đành phải đi đánh thiên hạt độc long thú trước.
dưới ánh sáng nhu hòa trong động, Tiêu Viêm đang cởi trần ngồi xếp bằng. Ở ngay trước ngực hắn thì có thể thấy loáng thoáng ma độc ban đen như mực kia đang động đậy, mà xung quanh đám độc ban ấy thì có một ngọn lửa màu xanh nhàn nhạt đang không ngừng thiêu đốt. Dưới cái nhiệt độ cao kinh khủng của ngọn lửa ấy thì ma độc ban không ngừng tán hắc khí ra. Những lần hắc khí ấy cuối cùng bị hút vào trong một cái ngọn lửa cực kỳ nóng đó. Lấy thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm thì ma độc ban đã không thể tạo thành uy hiếp gì đối với hắn nữa. Hơn nữa hắn còn có dị hỏa nên căn bản là có thể tùy tâm sử dụng mà luyện hóa nó. Đương nhiên hắn lo lắng đến việc nếu một lần luyện hóa hết ma độc ban dẫn đến thực lực tăng trưởng mạnh làm ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện của mình, cho nên Tiêu Viêm vào thời điểm luyện hóa thì vô cùng chậm rãi. Tuy nói trong quá trình luyện hóa thì Tiêu Viêm đã tận lực kiềm hãm lại, nhưng tốc độ tu luyện của hắn vẫn nhanh vô cùng, những đấu tông bình thường không thể nào theo kịp được, dù sao người khác không thể có được một lượng đấu khí tinh thuần cung cấp cho bản thân mình như Tiêu Viêm được, cho nên xem ra việc lưu hạt tất nham của vạn hạt môn năm đó lại là quả việc không sai. Trong sơn động còn có một đống lửa đang đốt lên, bên cạnh đống lửa đó Tiểu Y Tiên đang chống cằm nhìn sang Tiêu Viêm đang tu luyện, mỗi lần nhìn sang chỗ ma độc ban ở ngực Tiêu Viêm thì lại có chút dừng lại, trong mắt dường như đang nhớ lại, dường như là đang nhớ cảnh tượng chống lại vạn hạt môn năm xưa ở Xuất Vân Đế Quốc. Ngay khi Tiểu Y Tiên đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên có một âm thanh trầm thấp vang lên trong sơn động. Tiểu Y Tiên vội vàng ngẩng đầu lên thì liền thấy năng lượng trong sơn động đang trở nên dữ dội, giống như là đang có một cái gì đó đang uy hiếp khiến cho chúng trở nên dữ tợn hơn. Ánh mắt Tiểu Y Tiên nhìn về phương hướng năng lượng đang tụ tập lại, lập tức nhận ra trung tâm của nơi đó chính là trên người Tiêu Viêm, lập tức kinh ngạc nói nhỏ: "Thăng cấp ư?" Đối với dị tượng này thì Tiểu Y Tiên cũng không xa lạ gì, bởi vì nàng đã trải qua nhiều lần, thực lực của hạt tất nham năm đó ước chừng ở tam tứ đấu tông. Lấy ma độc ban được hình thành từ đấu khí của hắn tuy có làm cho Tiêu Viêm bị khổ sở, nhưng nói chung vẫn là một liều thuốc bổ không tồi. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng cười nói, cũng không lo lắng gì nữa, nàng có thể cảm giác được Tiêu Viêm hiện đang đạt đến cảnh giới nhất tinh đấu tông đỉnh phong. Nếu tiếp tục luyện hóa thêm một chút ma độc ban sẽ làm cho hắn như nước chảy thành sông, thuận lợi mà thăng cấp. Đúng như Tiểu Y Tiên dự đoán, sau khi dị tượng xuất hiện thì Tiêu Viêm vẫn không hề xuất hiện vẻ bối rối gì, ngược lại còn gia tăng lực hút, rồi bỗng nhiên có một ngọn lửa màu xanh từ trong cơ thể trào ra, bao quanh thân thể hắn. Những luồng năng lượng thiên địa kia, sau khi được dị hỏa luyện hóa rồi thì mới bị hút vào trong thể nội. Khắp nơi trong lạc thần giản đều là nơi độc vật tung hoành, ngay cả năng lượng trong thiên địa cũng đều có ẩn chứa khí độc. Những cường giả lúc bình thường đều không dám ở chỗ này tu luyện. May mà Tiêu Viêm có dị hỏa hộ thể, những luồng năng lượng đó sau khi trải qua dị hỏa thì những độc khí ẩn chứa bên trong dưới cái nhiệt độ kinh khủng ẩn chứa bên trong đều tự động tản đi. Những luồng năng lượng khổng lồ liên tục không ngừng từ bên ngoài sơn động tràn vào, sau đó hình thành một cái vòng lốc xoáy xoay quanh thân hình Tiêu Viêm rồi từ từ đi vào trong thể nội. Nhìn thấy động tĩnh do Tiêu Viêm gây nên thì Tiểu Y Tiên cũng lười biếng đứng dậy một chút. Những độc vật trong lạc thần giản cực kỳ nhạy cảm với năng lượng trong thiên địa, Tiêu Viêm hấp thu nhiều năng lượng thiên địa như vậy thì sẽ khiến cho các độc vật ấy chú ý, cho nên nàng cũng phải vì hắn mà làm hộ pháp một chút. Tiểu Y Tiên dừng lại ngay cửa động khẩu, nhìn cái thế giới màu đen bên ngoài thì nàng trầm mặc một chút, rồi bỗng nhiên có một cỗ hơi thở bàng bạc từ người nàng chậm rãi toát ra, làm kinh sợ một số độc vật hung ác bị động tĩnh hấp dẫn chạy đến. Dị tượng trong sơn động kéo dài khoảng chừng nửa canh giờ, sau đó mới từ từ yếu bớt, mà cỗ lốc xoáy năng lượng xung quanh Tiêu Viêm cũng dần dần trở nên hư ảo. Ngay khi đạo năng lượng cuối cùng tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm không lâu thì hai mắt đang nắm chặt kia cũng từ từ lay động, sau đó mở ra, nhất thời có hai cột sáng như hai luồng năng lượng thực chất vậy mạnh mẽ bắn ra tới một tảng đá lớn, lập tức xuyên qua tảng đá. Đây chính là tình huống xuất hiện khi năng lượng trong cơ thể đang quá nhiều gây nên. Sau khi hai cột sáng năng lượng bắn ra thì tinh quang trong mắt Tiêu Viêm cũng từ từ ít đi, sau đó mới bình phục lại. Nhìn hắn lúc này thì dường như không khác gì so với lúc trước, nhưng khí tức của hắn thì lại mạnh hơn trước rất nhiều. Bàn tay của Tiêu Viêm khẽ vươn ra rồi nắm chặt lại, không gian xung quanh lập tức nổi lên từng khẽ nứt. Khống chế lực lượng không gian chính là đặc trưng của đấu tông, thì chỉ là khống chế ở bước đầu mà thôi, chỉ khi đạt tới cảnh giới đấu tôn, thậm chí là đấu thánh thì mới có thể khống chế không gian một cách hoàn mỹ. Được rồi chứ. Ngay khi Tiêu Viêm đang thử khống chế không gian thì một âm thanh nhẹ giọng vang lên. Khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt hắn chính là Tiểu Tiên đang mặc một bộ quần áo màu trắng vô cùng động lòng người. Ma độc ban lúc này đúng là thứ tốt, nếu để cho ta hấp thu năng lượng ngoại giới thì chỉ sợ ít nhất cần phải 2 tháng nữa mới có thể đạt tới nhị tinh. Tiêu Viêm nhìn qua cái ma độc ban ở ngay trước ngực cười nói, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có năng lực nắm giữ nó, chẳng lẽ ngươi quên mình đã từng bị thứ này giày vò như thế nào sao? Tiểu Y Tiên liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, người này đúng là quên nhanh thật. Tiêu Viêm cười đem quần áo mặc vào nói, Hân Lam còn chưa trở lại à? Ừ, muội ấy đã đi 4 ngày rồi, không biết có xảy ra chuyện gì không?
Tiểu Y Thiên khẽ gật đầu, chân trời nói, chắc không đâu, Địa Yêu Khôi vẫn theo bảo vệ nàng ta, nếu như có xảy ra chuyện gì thì ta cảm nhận được thông qua Địa Yêu Khôi mới đúng. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm lắc lắc đầu, đợi thêm 1-2 ngày nữa đi, chờ sau khi Địa Yêu Khôi về thì chúng ta mới bắt đầu tìm tung tích của thiên hạt độc long thú đó. Lúc đó mới an tâm được. Đối với quyết định của Tiêu Viêm thì Tiểu Y Thiên không hề có phản đối chút nào, liền lập tức gật đầu. Một ngày sau đó thì Hân Lam vẫn chưa trở về. Ngay lúc Tiêu Viêm cho rằng có điều gì xảy ra thì có một âm thanh xé gió ở ngay bên ngoài sân động vang lên, rồi có một thân ảnh quen thuộc có chút bối rối đi vào. Phía sau nàng ta Địa Yêu Khôi đang theo sát. Nhìn thấy Hân Lam bình yên vô sự thì Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên cũng thở nhẹ ra một hơi, nhưng sau khi nhìn thấy thần sắc bối rối của nàng ta thì có một chút nhướng mày. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm đại ca, sự tình phiền toái, ngươi cùng với Tiểu Y Tiên tỷ tỷ bị Băng Hà Cốc truy nã rồi, hơn nữa bọn họ tự hồ cũng biết các ngươi còn tại Lạc Thần Giản. Hiện giờ có rất nhiều cường giả Băng Hà Cốc đang đi đến Lạc Thần Giản này, nghe nói trong đó còn có cường giả đấu tôn đỉnh phong. Hân Lam dùng sức nuốt nước miếng một cái, hai má có chút tái nhợt, gấp giọng nói, đấu tông đỉnh phong. Nghe vậy thì Tiêu Viêm cùng Tiểu Tiên đều khẽ biến sắc, sắc mặt có chút âm trầm hẳn lên. Băng Hà Cốc lần này đúng thật là chịu trả giá. Đấu tông đỉnh phong ngay cả phía thiên cùng phong lôi cát còn chưa đạt tới trình độ này, xem ra chúng ta phải đẩy hành trình nhanh hơn. Trước khi bọn hắn tìm đến được chúng ta thì chúng ta phải giải quyết thiên hạt độc long thú kia. Chỉ cần giúp cho thiên hỏa tôn giả luyện chế thân thể thì lúc đó cũng không có gì đáng ngại nữa. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi lóe lên, hiện tại đã không còn thời gian tra hỏi làm sao hành tung bọn họ như thế nào bị Băng Hà Cốc biết. Hắn ngẩng đầu một cái nhìn Tiểu Tiên một cái rồi nói, ở sâu bên trong Lạc Thần Giản, khói độc lượn lờ. Mặc dù ở nơi này không khí vẫn có chút hương vị thoáng đãng, nhưng nếu bị cuốn hút vào trong đó thì cũng tương đối phiền toái. Trong Lạc Thần Giản được che kín bởi vô số khe nước đen nhánh, ngẫu nhiên từ trong khe nước kia truyền ra mấy tiếng rít rợn người. Tất cả những sinh vật nơi đây sau khi trải qua trăm năm tiến hóa, cơ hồ mỗi một con đều mang kịch độc, chỉ sơ sẩy một chút là cũng có thể lật thuyền trong mương. Trong địa vực hoang vắng, đột nhiên có một thanh âm xé gió rất nhỏ vang lên, chợt mấy đạo thân ảnh đang gấp gáp từ xa lao đến, chỉ qua vài lần chớp động đã hiện ra ngoài trăm thước, mà đợi đến khi họ đến gần mới nhìn thấy rõ bộ dáng đối phương, tự nhiên chính là đoàn người Tiêu Viêm vì thiên hạt độc long thú mà đến. Tiêu Viêm nhẹ nhàng dừng lại trên một khối hắc thạch, ánh mắt nhìn xa xa, nhưng bởi vì khói độc quá khắp nơi nên tầm nhìn cũng hạn hẹp hơn. Tiểu Y Tiên, tên thiên hạt độc long thú ở nơi nào? Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên và Hân Lam phía sau hỏi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cũng nhìn chung quanh một vòng, đôi mắt khép hờ. Thân là ách nan độc thể, nàng tự hồ có một ít độc vật vô cùng nhạy cảm. Sau cảm ứng một lát, nàng lại lần nữa mở mắt ra. Đôi ngón tay chỉ về phía bắc nhẹ giọng nói. Bên kia, nhanh lên, mùi độc trên người tên kia, cho dù cách bao xa ta cũng có thể ngửi được. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Địa Yêu Khôi vẫn luôn theo sát bên mình, chợt khẽ thở dài một hơi. Xem ra hôm nay không thể thiếu một hồi ác chiến rồi. Bát Tinh Đấu Tông, hơn nữa lại là thân thể cường hạng của ma thú, thiên hạt độc long thú sẽ là một đối thủ cực kỳ khó chơi đây. Hân Lam, đến lúc đó nó có khai chiến, ngươi cố gắng trốn xa một tí, không nên để bị liên lụy. Tiêu Viêm nghiêng đầu dặn dò Hân Lam một tiếng, sau đó thân hình vừa động theo hướng Tiểu Y Tiên vừa đi nhoáng một cái biến mất. Hân Lam khẽ gật đầu, lấy thực lực của nàng hiện giờ căn bản không đủ tư cách tham dự cuộc chiến đẳng cấp này, dĩ nhiên trốn đi thật xa ngược lại là tốt nhất. Đi thôi, ngươi nuốt mấy viên tỷ độc đan mà Tiêu Viêm đưa cho, chỉ cần không chủ động trêu chọc mấy con độc vật hung ác, chúng nó sẽ không làm phiền ngươi đâu. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Hân Lam mỉm cười, sau đó kéo nàng nhanh chóng đuổi theo Tiêu Viêm phía trước. Trong khi đám người Tiêu Viêm đang tiến về phía thiên hạt độc long thú thì ở nơi xa, ngay chỗ ra vào của Lạc Thần Giản, lại có một đám người đi tới khiến cho chỗ đó trở nên sôi động hơn hẳn. Tại cửa bắc của Lạc Thần Giản có rất nhiều thân ảnh bạch y, khắp toàn thân đều là hàn khí từ bên trong cơ thể họ tràn ra. Lập tức cả mảnh thiên địa này cũng bị liên lụy, nhiệt độ hạ thấp xuống rất nhiều. Ở đây trước mặt đám người bạch y kia là bốn thân ảnh tang thương thê thảm, bốn người này tùy ý đứng đó, liền có ba đạo hơi thở băng hàn từ từ khuếch tán ra, làm cho người ta có cảm giác vô cùng đè nén. Trong bốn người kia, khiến cho người ta chú ý nhất chính là một vị lão giả đứng ở giữa. Cả người của vị lão giả này đều bạc trắng, trong tay lão còn cầm một cái gậy màu trắng như bạch ngọc, đầu rắn dữ tợn hiện ra mỗi một cổ khí thế cường đại, đôi mắt rắn lộ vẻ âm hàn. Nếu so sánh với ba vị lão giả bên cạnh, hắn có vẻ vô cùng bình thường, toàn thân không có nửa điểm năng lượng ba động, thậm chí ngay cả khuôn mặt già nua đều có vẻ dị thường khô héo. Hai mắt khiếp lại, lộ ra một ít đục ngầu, cùng với những lão giả bình thường không có gì khác nhau.
mà làm cho người khác kinh ngạc chính là hết lần này đến lần khác, vị lão giả nhìn ra không có chút đặc biệt kia lại đứng ở giữa đoàn người. Thậm chí ngay cả ba vị bạch y lão giả với hơi thở bàn bạc kia cũng đều đứng ở phía sau hắn nửa bước, trên mặt lộ ra một ít cung kính. Xung quanh cửa ra vào Lạc Thần Giản vẫn còn phần đông những người xem náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy trận chiến bên này cũng đều cả kinh, đặc biệt nhìn thấy hoa văn bông tuyết đặc thù trên quần áo của những người này thì lại càng xôn xao hơn. Dĩ nhiên là người của Băng Hà Cốc, dẫn đầu dĩ nhiên là bốn vị đấu tông cường giả. Trời ạ, rốt cuộc Băng Hà Cốc muốn làm gì? Nghe nói băng phù và một số ít đệ tử của ba trưởng lão Băng Hà Cốc đều bỏ mình trong tay ách nam độc nữ, xem ra lần này Băng Hà Cốc thực sự bạo mộ rồi. Mà cái vị lão già chống gậy kia, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là thiên xà trưởng lão của Băng Hà Cốc. Vị này cho dù ở trong Băng Hà Cốc cũng là một trong ba đại nhân vật. Thiên xà trưởng lão, không nghĩ tới Băng Hà Cốc lần này, ngay cả hắn cũng được phái ra. Vị ách nam độc nữ kia sợ rằng dễ trời không khỏi nắng. Bên kia vang lên tiếng đàm luận xôn xao, nhưng vẫn không làm cho đội ngũ áo trắng nơi đây có nửa điểm động tĩnh. Cái vị lão già chống gậy đứng trước nhất lặng lẽ nở mở đôi mắt đục ngầu ra, thản nhiên nói: mọi người đến ở đông đủ chưa? Mọi người đều đã tới, chỉ còn chờ xà lão nhân phân phó thôi. Bạch y lão già ở một bên vội vàng trả lời. Cái vị được gọi là xà lão kia liền chậm rãi gật đầu, vươn bàn tay ra, run run thân mình, hóa ra một khối băng kính. Trên mặt băng kính liền hiện lên một bức họa, mà bức họa đó vừa vặn là Tiêu Viêm, là Tiểu Y Tiên và Địa Yêu Khôi, thậm chí có cả hình của Thiên Hỏa Tôn giả nữa. Đây là hình ảnh không trọn vẹn được tìm thấy từ bên trong linh hồn còn sót lại của những đệ tử Băng Hà Cốc. Bất quá không nghĩ đến là ách đang độc nữ còn có ngoại viện, chỉ là những người kia rất là lạ mặt vô cùng. Nói hẳn, vậy là ngoại nhân bên ngoài tới đang vượt rồi. Ha ha, Băng Hà Cốc thiệt nhiều năm chưa gặp phải khiêu khích. Tay lão phu cũng có chút ngứa ngáy, lão giả chống xà quải nghiêng đầu ánh mắt như đảo về Hà Băng Kính. Lại cười, tiếng cười như cú đêm, làm cho lông mao người ta có cảm giác dựng đứng lên. Nghe được tiếng hắn cười, ba vị bạch y lão giả bên cạnh đều run cả mình. Bọn họ biết trong khi hắn cười càng nắc nẻ thì sắc ý trong lòng càng thêm dày đặc. Đi thôi, lão phu cũng muốn sớm gặp một chút đám người xa lạ này. Cường giả, uy áp của Băng Hà Cốc quá khiêu khích. Lão giả nhẹ nhàng vuông tay lên, sau đó liền chống xào quải, chậm rãi dẫn đầu đi vào bên trong Lạc Thần Giản. Theo sau đó là một đám đệ tử Băng Hà Cốc cũng theo sát mà lên, di chuyển không mang theo nửa điểm tiếng vang, bộ dáng hiển nhiên là được huấn luyện vô cùng nghiêm chỉnh. Từng ánh mắt nhìn vào đám người hạp Băng Hà Cốc, cho đến khi mà khuất bóng trong tầm nhìn, hai mặt nhìn nhau, trong lòng đã xuất hiện liệt hỏa. Bọn họ biết Lạc Thần Giản lần này chỉ sợ là không yên bình rồi. Tới rồi, tòa thạch bảo này chính là mục tiêu của chúng ta. Ồ, nghe vậy Tiêu Viêm cước bộ chậm lại, sau đó ngẩng đầu, hai mắt khiếp lại nhìn về phía xa xa. Chỉ nhìn thấy được tại bên trong được che phủ bởi làn khói độc nồng đậm, chính là một tòa bảo thạch màu trắng như ẩn như hiện. Thiên hạt độc long thú chính là ở chỗ này. Tiêu Viêm xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt hiện ra một chút nóng bỏng. Hắn một đường từ Hắc Giác Vượt tìm đến Trung Châu, cuối cùng lại gặp được một đầu thiên hạt độc long thú còn sống. Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu nói, ta nghĩ chỉ sợ nó cũng đã cảm ứng được ta. Tự hồ với độc thú ở cấp bậc này thì đối với ách nan độc thể của ta cũng có lực cảm ứng rất nhạy cảm. Một khi đã như vậy, chúng ta đến gặp thái đò cổ độc thú đi. Không biết bộ dáng hắn ra sao nhỉ? Hân Lam, ngươi ở chỗ này chờ, không cần tiếp tục đi theo chúng ta. Tiêu Viêm mỉm cười đối với Hân Lam dặn dò một tiếng. Ừ, Hân Lam gật gật đầu nhắc nhở nói, vậy các ngươi phải cẩn thận một chút đó. Tiêu Viêm cười cười, mũi chân điểm trên mặt đất một cái, thân thể hóa thành một đạo hắc tuyến, như một tia chớp lao về tòa thạch bảo kia. Sau đó Tiểu Y Tiên và Địa Yêu Khôi cũng theo sát tới. Với tốc độ của ba người, chỉ trong thời gian chốc lát liền hiện ra trong phạm vi ngàn mét quanh bảo thạch, mà sau khi họ tiếp cận mới thấy được là sự khổng lồ của tòa thạch bảo. Nhìn qua có vẻ mang theo đại khí bàn bạc. Wow! Ngay khi ba người đặt chân lên phạm vi 3.000 mét thì mảnh đại địa này đột nhiên kịch liệt chấn động. Chợt một thanh âm thiên long khủng khiếp mạnh mẽ từ trong thạch bảo truyền ra, nó di chuyển giống như cuồng phong cuồng cuộn tới, đem tất cả bụi đá trên mặt đất đều hất tung bay lên. Tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới người đã tìm tới tận cửa rồi nha. Một khi đã như vậy thì hãy ngoan ngoãn lưu lại làm nữ nhân của ta đi. Bổn vương muốn ách na độc thể của ngươi làm gốc sinh ra hậu nhân đại vương hoàng mỹ nhất, huyết thống thuần chính nhất. Tiếng long ngân vang vọng khắp qua không ngớt, tiếng cười to như sấm động liên tục từ trong thạch bảo truyền ra, sau đó như sóng xung kích khuếch tán mà ra. Tiếng cười to đó vừa hạ xuống, chỉ nghe thấy một đạo kình phong sắc bén vang lên. Một thân ảnh màu đỏ như là ánh chớp từ trong thạch bảo lao ra, một đôi lông giật dài gần 10 trượng mở ra, mà ở phía sau nó lại là một cái đuôi bò cạp đỏ như máu dài gần chục thước.
đuôi tim lộ ra hàn quang sắc bén. Thân ảnh trôi nổi trên không trung, mà ở phía sau hắn chính là vầng trăng tròn lơ lửng, hai cánh duỗi ra, cái đuôi như độc xà, ngửa mặt lên trời gầm thét, độc khí ngập trời. Ba người Tiêu Viêm cũng chậm rãi dừng lại, nhìn vào bóng người đang dang rộng lông vực trên thiên không kia, cảm nhận được một cổ khí thế ngập trời, trong mắt cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc. Đây chính là thiên hạc độc long thú trong truyền thuyết sao? Quả nhiên rất mạnh, bất quá ma hạch, tinh huyết của nó là của chúng ta. Tiêu Viêm liếm liếm miệng, trong mắt lộ ra một vẻ chiến ý nồng đậm. Nhìn thân ảnh độc khí ngập trời, đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Thực lực của thiên hạc độc long thú quá khủng bố, muốn bắt nó xem ra là không thể tránh khỏi một trận ác chiến. Huyết hồng thân ảnh trôi nổi phía bầu chân trời, đôi lông vực to lớn sau lưng chậm rãi vỗ mang theo từng trận cuồng phong. Nhưng ngoại trừ hai cánh sau lưng cùng hạc vĩ sắc bén ra, thiên hạc độc long thú chẳng khác gì người thường, hơn nữa dung mạo nó lại vô cùng tuấn mỹ, thậm chí mơ hồ còn lộ ra chút mê hoặc. Thiên hạc độc long thú chậm rãi hạ xuống, dừng lại giữa không trung, ánh mắt nó đã qua Tiểu Y Tiên, sau đó đối nhãn cùng Tiêu Viêm, cho mày nói. Ta thử hỏi, người trẻ tuổi như ngươi sao lại có gan vậy? Hóa ra là có người giúp đỡ. Bớt quá chỉ với thực lực nhị tinh đấu tông của tên tiểu tử này thì ngay đến cả tư cách để bổn vương ra tay cũng không có. Ta chỉ hướng đến ngươi đòi một vật mà thôi. Tiểu Y Tiên mỉm cười, nhẹ giọng nói. Sao? Không thành vấn đề. Ta chỉ cần ngươi lưu lại làm nữ nhân bản vương, không chỉ một vật, cho dù là nhiều thứ hơn nữa bản vương cũng cho ngươi. Nghe vậy, thiên hạc độc long thú cười, ánh mắt lóe tia dâm tà nhìn chằm chằm vào thân thể động lòng người của Tiểu Y Tiên. Mấy năm nay, thiên hạc độc long thú chưa từng gặp qua nữ nhân nào khiến hắn động lòng. Hắn như thế này là do bị ách nan độc thể hấp dẫn. Thần là độc thú, ách nan độc thể đối với hắn chính là độc dược khiến linh hồn hắn run sợ, vô cùng thư sướng. Lúc trước, lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Y Tiên, hắn hiểu rằng nữ nhân này nhất định phải thuộc về hắn. Đã như vậy, người hãy giao ma hạch cho ta đi. Ánh mắt của thiên hạc độc long thú khiến đôi mắt Tiểu Y Tiên xẹt qua hàng quang, thản nhiên nói. Khuôn mặt đang cười của thiên hạc độc long thú chậm rãi ngưng lại, vẻ tuấn mỹ dần trở nên âm trầm, liếm môi nói. Xem ra thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Nếu đổi lại là kẻ khác dám nói như vậy trước mặt bản vương, giờ này kẻ đó đã là một cổ tử thi. Nhưng ngươi khiến cho ta mê muội đến vậy, nên tội mạo phạm này của ngươi, hãy để cho tên nam tử ngươi mang đến chịu thay. Vừa dứt lời, thiên hạc độc long thú vỗ mạnh đôi cánh, thân hình hắn biến mất tại chỗ. Ngay khi thiên hạc độc long thú biến mất, hai mắt Tiêu Viêm híp lại, cùng thời điểm ngân quang quanh chân Tiêu Viêm chớp động, hắn lùi ra sau vài bước. Suy, đến khi Tiêu Viêm lùi sau, một móng tay màu đỏ sắc bén như một thanh kiếm lướt qua nơi hắn vừa đứng, không gian xuất hiện từng cái khe nước đen nhánh. Hả? Một kích thất bại, trong hư không nhất thời truyền ra một tiếng hô đầy kinh ngạc. Chợt thân hình của thiên hạc độc long thú quỷ dị hiện ra, ánh mắt hắn liếc nhìn Tiêu Viêm, khẽ hừ một tiếng, một đạo hư ảnh chớp mắt lướt tới, xé rách hư không hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, lóe lên một hạt tim dị thường sắc nhọn, nơi mũi lóe lên màu đỏ tươi, hiện như là kịch độc. Hạt tim nhanh như chớp xuyên qua trán Tiêu Viêm nhưng lại không xuất hiện lấy một giọt máu. Tàn ảnh. Nhìn một màn này, trong mắt của thiên hạc độc long thú xẹt qua một kinh chút kinh ngạc. Liếc nhìn ra xa, một thân ảnh chậm rãi hiện ra cách đó 10 dặm, chính là Tiêu Viêm. Hảo tiểu tử, không ngờ đã coi thường ngươi rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm tránh được công kích của hạt tim, thiên hạc độc long thú kinh ngạc, còn chưa đợi hắn làm ra phản ứng nào khác, một sợi tơ đấu khí màu nâu tím xé gió bay đến chỗ hắn. Tiểu mỹ nhân, chút công kích này đối với bản vương chỉ vô dụng mà thôi. Cảm nhận được kình phong sau lưng, thiên hạc độc long thú khẽ cười, hạt tim đâm ra nhanh như cắt, thoải mái cắt đứt đạo khí kia. Không quản các người vì sao tới đây, đã đến thì đừng mong rời đi. Ánh mắt của thiên hạc độc long thú đã qua Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên rồi cười to. Sau đó, hắn giang hai tay, ngửa đầu lên trời gào thét. Sau tiếng thét khuếch tán đi, mảnh thiên địa xung quanh chấn động một lần nữa. Từng đạo thanh âm vang lên ầm ầm, hai người Tiêu Viêm nhìn thấy thì từng đạo hắc tuyến đang từ phía chân trời cuốn tới như thủy triều, độc khí lượn lờ ngưng tụ thành đám mây độc. Cẩn thận, chúng đều là độc thú trong Lạc Thần Giản. Thân hình khẽ động, Tiểu Y Tiên xuất hiện cạnh Tiêu Viêm nói với hắn. Trong khi Tiểu Y Tiên nói, hắc tuyến dần tiếp cận vị trí hai người. Ánh mắt Tiêu Viêm thoáng nhìn qua hắc tuyến, phát hiện bên trong chính là một đại dương đầy độc thú, rậm rạp như rừng ngưng tụ giữa hư không. Hắc tuyến là do độc khí từ bọn chúng tiết ra. Một màn này khiến ánh mắt Tiêu Viêm ngưng trọng hẳn. Trong độc khí rậm rạp này, hắn nhận ra hai cổ khí tức không kém hắn là bao. Tuy chúng so với thiên hạc độc long thú thì kém hơn rất nhiều, nhưng đại khái cũng đạt đến là tứ tinh đấu tông. Bản vương là chúa tể khu vực này, các ngươi tự tiện xông đến đây thì sinh tử của các ngươi tự nhiên sẽ do bản vương phán xét. Khuôn mặt thiên hạc độc long thú hiện lên vẻ âm trầm, cười nói.
Những độc thú kia, hai người chúng ta đi đối phó thiên hạc độc long thú giao cho Địa Yêu Khôi cùng Diệu Lão tiên sinh là được. Đối với vẻ kiêu ngạo của thiên hạc độc long thú, Tư Viêm ảm đạm cười, ngón tay hắn búng ra, Địa Yêu Khôi liền xuất hiện. Tay còn lại khẽ vỗ lên nạp giới, linh hồn hư ảo của thiên hỏa tôn giả cũng dần phiêu đãng xuất hiện. Chợt chợt, Hảo tiểu tử, nghi tốt với lão phu ghê, lại tìm đến một tên gia hỏa khó giải quyết như thế này. Thiên hỏa tôn giả vừa hiện ra, nhìn thấy độc khí của thiên hạc độc long thú ngập trời, kinh hãi nói. Sức chiến đấu của tên này chỉ sợ so với phí thiên còn mạnh hơn, làm sao ngươi lại gây chuyện với hắn chứ? Không có biện pháp luyện chế thân thể cho ngài không phải cần tinh huyết của thấp cấp ma thú sao? Tư Viêm giang tay cười nói. Nghe vậy thiên hỏa tôn giả nhất thời im lặng, bước đó chỉ lắc đầu, nói. Được rồi, tiểu tử ngươi thắng. Nhưng một mình ta không thể thu thập được hắn. Tuy nói linh hồn lực lượng của thiên hỏa tôn giả tương đối mạnh mẽ, nhưng nếu thực sự chiến đấu với cường giả như thiên hạc độc long thú thì vẫn còn kém một chút. Hơn nữa thi triển đấu khí cũng gặp nhiều điều bất lợi. Địa Yêu Khôi sẽ toàn lực hiệp trợ lão gia người, như vậy được không? Tư Viêm chỉ Địa Yêu Khôi ở bên cạnh cười nói. Thấy thế thiên hỏa tôn giả khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ sức chiến đấu của Địa Yêu Khôi không kém hơn Bát Tinh Đấu Tông, có nó trợ giúp đối với tên kia cũng là có chút nắm chắc. Thời điểm Địa Yêu Khôi cùng thiên hỏa tôn giả xuất hiện, khuôn mặt tươi cười của thiên hạc độc long thú lạnh lại. Nguyên lai đã có chuẩn bị khi đến đây. Tiêu Viêm ảm đạm cười không để ý đến thiên hạc độc long thú, hắn liếc mắt nhìn đạo hắc tuyến đang ầm ầm kéo đến, sau đó chuyển hướng nhìn thiên hỏa tôn giả nói, Diệu lão tiên sinh, thỉnh ngươi nhanh một chút. Những độc vật này ta với tiểu y tiên sẽ chặn lại. Không thành vấn đề, có Địa Yêu Khôi hiệp trợ thu thập hắn cũng không khó. Thiên hỏa tôn giả chậm rãi gật đầu nói, lão giả ngươi chỉ được cái to mồm, bản vương là người của hạc long tộc, các ngươi gây khó dễ cho ta được sao? Ánh mắt của thiên hạc độc long thú đầy âm trầm nói, hạc long tộc. Tư Viêm nhíu mày, chủng tộc này trong giới ma thú vô cùng cường hãn, hơn nữa danh tiếng cũng không nhỏ, bởi vì nghe nói mỗi thành viên trong tộc đều chứa một tia huyết mạch cổ long. Cổ long chính là thái hư cổ long thần bí, một tồn tại trong truyền thuyết trên đấu khí đại lục, rất ít người thấy qua tung tích của bọn họ. Trong giới ma thú, những ma thú chỉ cần có một ít liên quan đến thái hư cổ long thì đều là ma thú cường đại, như con thiên hạc độc long thú trước mặt, lấy thực lực Bát Tinh Đấu Tông của nó, nhìn khắp đấu khí đại lục, nó tuyệt đối là nhất lưu cường giả. Hơn nữa số lượng tộc nhân hạc long tộc nhiều hơn so với thái hư cổ long, bởi vậy trong giới ma thú tuy nói kém hơn thiên yêu hoàng tộc nhưng bọn họ cũng tính là một trong những tộc đứng đầu. Tiêu Viêm chưa từng đoán ra thiên hạc độc long thú là tộc nhân của hạc long tộc, nhưng hiện giờ cũng đã lên dây, đừng nói hắn là tộc nhân hạc long tộc, cho dù là tộc nhân thái hư cổ long cũng phải động thủ. Diệu lão tiên sinh, động thủ. Ánh mắt hướng thiên hỏa tôn giả, sắc mặt Tiêu Viêm lãnh đạm chậm rãi nói. Nương theo tiếng nói Tiêu Viêm vừa dứt, hai mắt trống rỗng của Địa Yêu Khôi hàn quang chớp động, ngân quang quanh thân thể sáng lập lòe, không chút trì trệ. Thân hình Địa Yêu Khôi lóe lên, trực tiếp lướt về phía thiên hạc độc long thú. Nhìn thấy Địa Yêu Khôi lướt tới, sắc mặt thiên hạc độc long thú trở nên âm trầm, sắc ý tung trào, giận cười nói, các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Lũ kiến hôi. Thân hình thiên hỏa tôn giả khẽ rung lên liền biến mất quỷ dị, một tiếng cười sang sảng mang theo hào khí vang lên. Haha, con kiến, nếu không phải lão phu mất đi thân thể, người ở trong mắt lão phu chỉ như con kiến thôi, nhưng dù vậy tinh huyết của người hôm nay lão phu quyết lấy cho được. Hết nhìn thiên hạc độc long thú trực tiếp xông đến chỗ Địa Yêu Khôi cùng thiên hỏa tôn giả. Tiêu Viêm quay sang nhìn vô số ma thú đang kéo đến vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Bởi vì khi đàn ma thú càng đến gần, hắn thấy dần rõ bên trong là đàn ma thú kia có một đầu ma thú với hình thể thật lớn, trên lưng có hai đạo thân ảnh đang đứng. Tiêu Viêm cảm nhận được cổ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể của hai kẻ này tràn ra. Thiên hạc độc long thú không hổ là bá chủ một phương của lạc thần giả, dưới trướng hắn lại có thể có hai gã thủ hạ thực lực cao như vậy. Hai mắt Tiêu Viêm khẽ hiếp dừng lại ở trên hai đạo thân ảnh kia, nói, hai người bọn hắn giao cho ta, người đi ngăn đàn thú kia lại thế nào? Tiêu Viêm thản nhiên cười nói, không thành vấn đề. Nghe vậy Tiêu Viêm không chần chờ đáp, chỉ là hai kẻ có thực lực tứ tinh đấu tông mà thôi, hiện giờ thương thế của ta gần như đã khỏi hẳn, thu thập bọn chúng chắc là không có vấn đề gì. Tiểu Y Tiên cười nói, nhưng đàn thú bên kia có số lượng cực kỳ khổng lồ, nếu ngươi không cẩn thận coi chừng lật thuyền trong mương. Một đám nghiệt súc mà thôi, sao có thể lật thuyền? Tư Viêm cười lớn, mười phần hào khí. Tiểu tử ngu xuẩn, các ngươi dám tới lãnh địa của ta dương oai, quả nhiên không biết chữ chết biết như thế nào. Trong lúc tiếng Tư Viêm ngừng lại thì hai đạo thân ảnh còn đứng trên ma thú to lớn gầm lên, chợt vút vút, hai tiếng xé gió vang lên. Hai đạo thân ảnh kia đã cách hai người Tư Viêm ngoài trăm thước.
Hai đạo thân ảnh xuất hiện lại khiến cho người ta có cảm giác vô cùng quái dị, vì hình thể của hai kẻ này cực kỳ không tương xứng. Một kẻ thể hình mập mạp như quả cầu, lúc bước đi khiến cho cả vùng đất rung chuyển, kẻ còn lại thì gầy như xương, như trây tre, trong mắt lóe ra vẻ âm hiểm, giả dối. Nhìn hai kẻ này, Tiêu Viêm nhìn không được ngẩn ra, hắn cảm thấy buồn cười vì ngoại hình của hai kẻ này thực sự kỳ dị. Cút khỏi Thiên Hạc Vực, nếu không, chết! Tên béo mắt lộ ra hung quang. Mũi nhọn nhìn chằm chằm hai người Tiêu Viêm, bàn tay hắn nắm chặt lại, một thanh cự chùy to lớn liền xuất hiện. Cự chùy tùy ý vung lên tạo ra thành tiếng thình thịch, trầm thấp, nổ vang không ngừng, mặt đất bên dưới bị chấn thành những khe nứt rất sâu. Bên cạnh hắn, ánh mắt tên gầy đen nham hiểm, đảo mắt nhìn sang hai người Tiêu Viêm, sau lại nhìn thoáng qua chỗ Thiên Hạc Độc Long Thú, nơi đó đang chiến đấu đến hồn thiên ám địa. Cả ba người đang giao chiến với nhau đều có thực lực ước chừng Bát Tinh Đấu Tông, động tĩnh do họ tạo ra tự nhiên không nhỏ. Một luồng sóng năng lượng khủng bố không ngừng quét tán ra xung quanh. Mặc dù nơi này cách nơi bọn họ giao chiến rất xa, nhưng vẫn cảm nhận được uy áp ẩn chứa bên trong sóng năng lượng. Những người này đột nhiên đến Thiên Hạc Vực làm gì? Thực lực của hai người đang giao thủ cùng với thủ lĩnh thật không vừa. Hơn nữa, hai kẻ trước mắt mình cũng không phải là hạng vô dụng. Ánh mắt tên gầy gầy, lấp lánh lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn chúng hãy giao cho ta. Đàn thú kia đang tới gần, người hãy sang đó ngăn chúng lại. Nghe nói là Thiên Hạc Độc Long Thú có thể mượn độc khí từ đàn thú này. Người mau chóng đem chúng nó đuổi đi. Hai tay Tiểu Y Tiên nắm lại, đấu khí nâu tím mạnh mẽ tự như là giải lụa xuyên qua trong lòng bàn tay. Nàng cảnh báo Tiêu Viêm một tiếng liền dịch chuyển tới chỗ của hai người béo gầy. Còn quỷ cái, người muốn chết, lão tử ta cũng không thương hoa tiết ngọc. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên vọt tới, tên béo nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hùng bạo xông đến trước mặt Tiểu Y Tiên, mặt đất rung chuyển, trong hắn như một tòa núi nhỏ di động, cự chùy trong tay hắn vung lên công kích vào Tiểu Y Tiên, mang theo những âm thanh vang nổ liên miên không dứt. Kinh! Một sợi tơ đấu khí mạnh mẽ dữ dội tuôn ra, va chạm thật mạnh với cự chùy, những tiếng kim thiết bắt đầu vang lên, hoa lửa văng tung tóe, chỉ thấy cự chùy thật lớn kia đã bị đánh bay đi, thân hình tên béo cũng lảo đảo. Con á này thật hung hãn, người làm cái khỉ gì mà bây giờ còn chưa động thủ hả? Một kích thất bại, sắc mặt tên béo biến đổi, trầm giọng hướng về tên gầy quát. Nghe được tiếng quát của tên béo, tên gầy nhướng mày. Bàn tay hắn nắm chặt lại, hai thanh chủy thủ xuất hiện, bàn chân hắn dậm mạnh trên đất, suy một tiếng liền hóa thành thân ảnh mơ hồ, bắn mạnh đến chỗ Tiểu Y Tiên. Hai người béo gầy cũng liên thủ công kích, nhưng Tiểu Y Tiên lại không chút bối rối. Nhịp chân tao nhã thông dong, đôi tay mỗi lần huy động đều mang theo đấu khí mạnh mẽ đánh lên, khiến cho cả hai người này vội vàng né tránh, không dám dính vào chút nào. Nhìn thấy phía Tiểu Y Tiên không có vấn đề gì, Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn đoàn ma thú đang càng ngày càng đến gần, sau đó nở một nụ cười lạnh. Thân hình hắn lóe lên liền hiện ra giữa không trung, thủ ấn vừa xuất. Vẫn là tâm viêm từ trong lưu ly liên tâm hỏa phát ra. Phiêu phụ trước mặt Tiêu Viêm, đôi mắt khép hờ, hai tay mở ra, tâm niệm Tiêu Viêm vừa động liền khiến cho Vẫn Lạc Tâm Viêm ở trước mặt hắn rung lên. Sau đó hóa thành một luồng sóng vô hình dao động mạnh mẽ, tựa như gần sóng hóa thành vòng tròn khuếch tán ra xung quanh. Dao động vô hình bất ngờ khuếch tán trong chớp mắt đã cùng với đàn ma thú tiếp xúc với nhau, tạo ra từng tiếng hồ vang thảm thiết trên bầu trời. Nguyên bản thân thể đàn ma thú mênh mông cuồn cuộn dần trở nên hỗn loạn, trên thân thể một vài con ma thú xuất hiện từng làn khói trắng. Phốc phốc phốc, lại một đợt dao động vô hình khuếch tán tới, trong đàn ma thú nhất thời xuất hiện những đốm lửa, vô số ma thú tự nhiên bị hỏa thiêu, trong chúng giống như là những viên cầu lửa di động. Những con ma thú này chịu sự đau đớn vô cùng, cuối cùng điên cuồng lùi về bốn phía, lát sau liền tê liệt ngã xuống hóa thành tro tàn. Bên trong đàn ma thú, một số ma thú đã mở ra linh trí nhưng vẫn chưa hóa nhân hình, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ tâm hỏa. Những con ma thú này không có điên cuồng như những con ma thú bình thường kia, biết rõ phía trước nguy hiểm khôn cùng mà vẫn đâm đầu vào. Đương nhiên, những con ma thú đã mở ra linh trí chỉ chiếm một số ít mà thôi, đa số những con ma thú còn lại đều dựa theo bản năng. Dưới sự khống chế của Thiên Hạc Độc Long Thú, chúng điên cuồng tiến tới, nhưng do phạm vi hoạt động của Vẫn Lạc Tâm Viêm quá rộng lớn, phàm là những ma thú bước vào phạm vi trăm mét xung quanh Tiêu Viêm đều không ngoại lệ vang lên những tiếng phốc phốc, hóa thành tro tàn. Dù vậy, vẫn có nhiều con ma thú hung hãn không sợ chết, không ngừng liên tục xung phong liều chết, cuối cùng khiến cho mảnh bình nguyên bên dưới xuất hiện một lớp tro cốt thật dày, nhìn qua vô cùng lạnh lẽo. Ma thú xung phong đều chết ngày càng nhiều, Tiêu Viêm nhìn không được phải chau mày. Hắn liếc nhìn mây đám độc khí trên đầu đàn ma thú, nếu như cứ trực tiếp tiếp tục như vậy, không biết phải giết đến khi nào. Những con ma thú bị Thiên Hạc Độc Long Thú khống chế căn bản không sợ hãi. Rống!
Trong lúc Tiêu Viêm trầm ngâm, một đạo long ngâm đột nhiên vang lên rõ ràng. Đàn thú trước mặt hắn nhất thời xôn xao, đám mây độc khí trên đầu chúng bắt đầu di chuyển, mà phương hướng chúng định đến chính là một địa phương chiến đấu của thiên hạc độc long thú. Thấy vậy, sắc mặt của Tiêu Viêm khẽ biến, hiện giờ thiên hạc độc long thú rõ ràng đã không chịu nổi sự liên thủ giữa thiên hỏa tôn giả cùng địa yêu khôi. Nếu như để cho thiên hạc độc long thú đạt được ý nguyện hấp thu đám mây độc khí này, e rằng sẽ xảy ra nhiều biến cố. Ngươi muốn mượn lực từ đám mây độc khí này thì ta sẽ đem nó phá hủy. Trong mắt xẹt qua đạo hoàng, Tiêu Viêm thôn phệ vẫn là tâm viêm trước mặt trong cơ thể, nhanh chóng dùng hợp cùng với thanh liên để tâm hỏa, cuối cùng ngưng tụ thành là lưu ly liên tâm hỏa. Thủ ấn Tiêu Viêm biến đổi, hỏa diễm xanh biếc xuất hiện liền bay lên cao. Sau đó nhấp nháy liên tục liền biến thành một đầu hỏa lan khổng lồ dài hơn 10 trượng. Hỏa lan xuất hiện khiến cho nhiệt độ xung quanh không ngừng nóng dần lên, khiến cho độc vụ xung quanh tiêu tán dần đến không còn. Sau khi đầu hỏa lan do lưu ly liên tâm hỏa ngưng tụ xuất hiện, đàn ma thú phía dưới nhất thời xôn xao có dấu hiệu bạo động. Đối với loài dị hỏa chí dương chí cương này, chúng nó cảm thấy sợ hãi, kiêng kỵ vô cùng. Dị hỏa, thiên hạc độc long thú đang khổ chiến với thiên hỏa tôn giả cùng địa yêu khôi khi thấy Tiêu Viêm xuất ra hỏa lan, sắc mặt hắn nhất thời biến chuyển. Haha, hiện tại không phải lúc ngươi phân tâm chuyện khác. Tâm niệm thiên hạc độc long thú vừa xoay chuyển, một tiếng cười đột nhiên từ sau hắn vang lên, một chưởng ẩn chứa kình lực mạnh mẽ đánh vào lưng hắn. Phục, trúng phải một đòn nghiêm trọng, thiên hạc độc long thú trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó nó lại phun lên một ngụm máu tươi nữa. Vì sau khi thiên hỏa tôn giả đánh tới, địa yêu khôi cũng nhanh chóng theo đó đánh bồi thêm một quyền mạnh mẽ. Hỗn đản, bổn vương quyết không tha cho các ngươi. Chật vật lui ra sau bởi một quyền nặng từ thái sơn của địa yêu khôi, sắc mặt thiên hạc độc long thú tím tái, trống giận. Hạc long thôn thiên. Trong lúc lùi về phía sau, thiên hạc độc long thú phát ra một đạo thanh âm. Thân thể hắn to lớn dần, chớp mắt hắn đã hóa thành một đầu cự thú khổng lồ rất dữ tợn, dài chừng trăm trượng. Cự thú ngẩng đầu hướng về phía đám mây độc khí do ngàn vạn ma thú ngưng tụ thành, hấp thu. Thôn thiên, nằm mơ. Tiêu Viêm thấy thế liền cười lạnh. Thủ ấn hắn biến đổi, trong miệng hỏa lan nhất thời phun ra một đạo hỏa trụ rất dài, trực tiếp xuất hiện trên đầu đám mây độc khí. Dị hỏa nóng kinh khủng khiến cho đám mây độc khí nổi lên vô số khói trắng, độc khí vô cùng khủng bố được ngưng tụ bên trong tự như quả cầu khí bị đâm thủng, tiêu tán gần như không còn. Do bị dị hỏa thiêu đốt nên độc khí được thiên hạc độc long thú hút vào trong cơ thể rất ít, bởi vậy nó bắt đầu nổi trận lôi đình. Đồng tử đỏ như máu của hắn chăm chú nhìn về phía Tiêu Viêm, hạc vĩ dài chừng là 10 thước xé không mạnh tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, thủ ấn vừa động liền khiến cho hỏa lan bay xuống chặn hạc vĩ lại. Mặc dù hỏa lan bị hạc vĩ xuyên thủng thân thể, nhưng do trong hỏa lan ẩn chứa nhiệt độ cực nóng nên khiến cho hạc vĩ văng lên từng tiếng xèo xèo. Wow! Cơn đau nhức từ hạc vĩ truyền đến khiến cho thiên hạc độc long thú ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng kêu vừa dứt, một đạo thân ảnh màu bạc đã xuất hiện trên đỉnh đầu đó, không chút khách khí oanh kích vào con mắt thiên hạc độc long thú. Phục! Trên bầu trời, máu tươi văng tung tóe tự như là một mảnh huyết vũ, trúng đòn, nghiêm trọng như vậy. Thiên hạc độc long thú liền rơi xuống, thân thể nó va đập thật mạnh trên mặt đất, khiến cả vùng đất rung chuyển không ngừng. Thân thể thiên hạc độc long thú nặng nề rơi xuống đất khiến cả không gian rung rẩy kịch liệt, tự như là động đất. Chỗ nó rơi xuống toát ra là từng khe nước sông hấm. Cơn đau nhất từ trên mắt của thiên hạc độc long thú truyền đi khắp thân thể khiến cho nó không ngừng phát ra những tiếng gào rống thống khổ. Máu tươi từ trên thân thể tuôn ra không ngừng như một dòng suối, một quyền đúc trước của địa yêu khôi khiến cho thiên hạc độc long thú ăn không ít đau khổ. Hỗn đản, bổn vương quyết bầm thay các ngươi ra vạn đoạn. Thiên hạc độc long thú phẫn nộ rít lên, thanh âm tràn ngập sát ý cùng giận dữ. Từ sau khi nó hóa nhân hình đến giờ, chỉ sợ hắn ở thời điểm hiện tại chật vật nhất. Cơn giận dữ qua đi, thiên hạc độc long thú mạnh mẽ nâng chùy cự lên. Huyết sắc năng lượng nhanh chóng ngưng tụ chỉ một lát, sau liền hóa thành một đạo huyết sắc quang trụ to chừng nửa thước. Bên trong quang trụ ẩn chứa năng lượng khủng bố trực tiếp khiến cho không gian chung quanh nổi lên từng trận báo động kịch liệt. Suy, cự chùy vung lên, huyết sắc quang trụ suy lên một tiếng liền cắt ngang hư không, lướt nhanh như chớp lên bầu trời. Cẩn thận! Nhìn thấy huyết sắc quang trụ phóng tới, khuôn mặt thiên hỏa thoáng chốc ngưng trọng, thiên hạc độc long thú gần như đã phát cuồng. Công kích cỡ này cho dù là ai ở đây chống đỡ cũng không dễ dàng. Tiêu Viêm cũng không phát hiện ra sự nguy hiểm từ huyết sắc quang trụ, không đợi thiên hỏa tôn giả nhắc nhở liền vội vàng thi triển tam thiên lôi động, cuối chân trời lưu lại một đạo tàn ảnh mà bản thể hắn đã biến mất không thấy. Đối mặt với đám người xảo quyệt Tiêu Viêm, huyết sắc quang trụ tuy có lực sát thương cực kỳ khủng bố nhưng có cảm giác như dùng đại pháo bắn rồi.
Hơn nữa, bởi vì thiên hạc độc long thú đang bị cơn đau từ nãy dần vặt đến giờ, nên điều kiện huyết sắc quang trụ cũng không hoàn toàn chính xác cho lắm. Nên huyết sắc quang trụ chỉ có thể vọt tới nơi Tiêu Viêm đang đứng rồi biến mất trong tầm mắt. Tiêu Viêm, ta sẽ vây nó lại. Ngươi hãy chỉ huy địa yêu khôi tấn công vào đầu nó, tránh khỏi công kích của thiên hạc độc long thú. Sắc mặt của thiên hỏa tôn giả dần trở nên ngưng trọng, trầm mắt quát. Ừ. Nghe vậy, Tiêu Viêm vội gật đầu. Thiên hạc độc long thú quả thật là rất khó đối phó. Hai cường giả với thực lực bát tinh đấu tông lại không thể hạ thủ nó trong thời gian ngắn được. Nhưng hiện tại có thêm hắn ở bên hiệp trợ. Nếu lúc trước hắn không kịp hủy đi đám mây độc khí, chỉ sợ cục diện hiện tại đã hoàn toàn khác. Sắc mặt thiên hỏa tôn giả ngưng trọng, linh hồn lực mạnh mẽ từ trong cơ thể bùng phát ra không hề giữ lại. Thủ ấn hắn thay đổi, hóa thành một đạo cự võng vô hình khổng lồ chừng trăm trượng. Thu! Tay áo khẽ vung, linh hồn lực hóa thành một cự võng gào thế từ trên trời rơi xuống, trực tiếp bao trùm thân thể khổng lồ của thiên hạc độc long thú lại. Linh hồn cự võng vừa mới tiếp xúc thân thể của thiên hạc độc long thú liền không ngừng vang lên từng tiếng xèo xèo. Linh hồn cự võng có thể không để ý đến thân thể cường hãn của thiên hạc độc long thú, trực tiếp trói buộc linh hồn nó. Trói buộc đột ngột xuất hiện khiến cho thiên hạc độc long thú kinh hãi. Nó điên cuồng giãy dụa, nhưng bất luận như thế nào, linh hồn cự võng vẫn là như đĩa đói, gắt gao dính chặt trên thân thể nó. Động thủ, thiên hỏa tôn giả hét to một tiếng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bấm đốt tay. Địa yêu khôi dừng lại giữa không trung, liền trực tiếp lướt xuống. Sau đó nó tựa như là một quả đạn pháo hung hăng nện lên thân thể khổng lồ của thiên hạc độc long thú. Cổ lực lượng đáng sợ đánh lên khiến cho thân thể thiên hạc độc long thú ầm ầm ngã xuống. Rống! Thân thể nhận phải một nguồn lực đạo khủng bố khiến cho thiên hạc độc long thú rống lên từng trận điên cuồng. Hạc vĩ nó vung lên mạnh mẽ, hóa thành một đạo hắc ảnh hàng quang bắn về phía lưng địa yêu khôi. Trên bầu trời, Tiêu Viêm thấy thế là cười lạnh. Thủ ấn hắn biến đổi, hỏa lan được ngưng tụ từ lưu ly liên tâm hỏa, lướt xuống nhanh như chớp. Sau đó hung hăng cắn nuốt hạc vĩ, nhất thời vang lên những tiếng xèo xèo. Hỏa lan ập xuống trực tiếp khiến cho khắp thân thể thiên hạc độc long thú nổi lên từng làn sương trắng. Nhiệt độ cao khủng khiếp khiến cho nó cảm thấy đau nhức kịch liệt do bị bỏng. Thình thịch, dưới sự áp chế của linh hồn cự võng cùng hỏa lan, thân thể khổng lồ của thiên hạc độc long thú nhất thời không thể động đậy. Nó chỉ có thể giãy giụa lung tung, khiến cho mặt đất không ngừng rung chuyển. Những khe nứt quanh đó cũng nhanh chóng mở rộng ra. Tê, một đạo ngân mang thoáng hiện ra trên đầu thiên hạc độc long thú, không khách khí trực tiếp oanh kích lên đầu nó. Sức chiến đấu của địa yêu khôi phần lớn được giải quyết do trải qua vô số lần rèn luyện thân thể, mà lực lượng cơ thể nó cho dù là không thi triển bất kỳ đấu khí nào thì lực phá hoại cũng cực kỳ khủng bố. Hiện giờ địa yêu khôi đánh ra một quyền này, cho dù là thiên hạc độc long thú có được thực lực bát tinh đấu tông cũng phải đau khổ giãy dụa gào thét điên cuồng. Đang điên cuồng giãy dụa, từng luồng năng lượng huyết vụ ăn mòn nhanh chóng từ trong cơ thể thiên hạc độc long thú bùng phát ra. Với loại tình huống quỷ dị này, linh hồn cử vọng của thiên hỏa tôn giả cũng bắt đầu phát ra từng tiếng xèo xèo bị ăn mòn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống, tâm niệm hắn vừa động, hai tay địa yêu khôi nắm chặt lại, hung hăng, thêm một quyền nữa lên đầu thiên hạc độc long thú. Huyết vụ quỷ dị lấy dính hai tay địa yêu khôi vang lên từng tiếng xèo xèo. Không ngờ thân thể rắn chắc của địa yêu khôi cũng bị ăn mòn, dần dần xuất hiện những vết rứt rạn nhỏ. Nhìn thấy biến hóa của địa yêu khôi, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi. Hắn không ngờ tới độc khí trong thân thể thiên hạc độc long thú đầy hung hăng đến vậy. Ngay cả thân thể cường hãn của địa yêu khôi cũng không chống đỡ nổi. Ánh mắt chợt lóe, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ ngoan độc. Hắn không tin với đội hình thực lực cỡ này lại để cho thiên hạc độc long thú trốn thoát. Trong lòng phát ra một đạo mệnh lệnh, trong cơ thể địa yêu khôi xuất hiện ngân mang phát sáng mạnh mẽ, miễn cưỡng chống đỡ được huyết vụ. Nắm tay nó tựa như là cuồng phong bạo vũ, điên cuồng đánh lên đỉnh đầu thiên hạc độc long thú. Những thanh âm trầm thấp vang lên, tựa như đập vào da trống khiến cho tim người ta có cảm giác co thắt. Lấy lực lượng hiện tại của địa yêu khôi, khi nó đánh ra một quyền, đấu tông cường giả bình thường như thế nào cũng phải hộc máu. Nhưng thiên hạc độc long thú lại ỷ vào da tay, da dày nên là miễn cưỡng có thể tiếp được mấy chục quyền. Mặc dù vậy nhưng giáp sát trên đỉnh đầu nó cũng hoàn toàn nổ tung, máu tươi điên cuồng trào ra. Trong lúc mơ hồ còn có thể thấy chút ít óc xám trắng. Cơn đau truyền đến khiến cho thiên hạc độc long thú kinh hãi phát hiện cảm giác vô lực đang chậm rãi từ đáy lòng tràn ra, sinh cơ tự hồ như là nhanh chóng rời xa nó. Đến lúc này, nó rốt cuộc trở nên sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hôm nay e là nó sẽ không thể thoát khỏi nhóm người này. Dừng tay! Các người đến tục cùng muốn gì? Ta là tộc nhân hạc long tộc, các người biết ta. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các người. Thiên hạc độc long thú mở to cặp mắt đỏ ngầu, giận dữ hét lên. Lúc này đây, trong tiếng hô của nó đã chất chứa nỗi kinh hãi. Chúng ta muốn ma hạch các người.
Tiêu Viêm mỉm cười, hắn cũng không cho Thiên Hạc Độc Long Thú có cơ hội để thở dốc. Hắn hiểu rõ đối mặt với Thiên Hạc Độc Long Thú có thực lực cỡ này, chỉ cần xuất hiện một sai lầm nhỏ thôi thì cục diện sẽ như là kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ. Đám người bọn họ đã mất rất nhiều tinh lực mới có thể bắt giữ được Thiên Hạc Độc Long Thú. Nếu giờ lại để cho nó trốn thoát, thực sự mất nhiều hơn được. Bởi vậy, mặc dù lúc Tiêu Viêm nói chuyện, Địa Yêu Khôi vẫn như là cỗ máy giết chóc không biết mệt, từng quyền hung hăng nện xuống, mỗi một lần vung tay đều khiến cho không gian phát ra dao động. Khi quyền hạ xuống lại tạo ra một vòng sóng gợn vô hình quét tán khắp nơi. Loại kinh lực quét tán này dường như đem thân thể bên ngoài của Thiên Hạc Độc Long Thú chấn vỡ thành từng khối thịt. Đón đỡ nhiều đòn nghiêm trọng từ Địa Yêu Khôi, cho dù Thiên Hạc Độc Long Thú mạnh mẽ như thế cũng không chống cự nổi. Một cỗ khí tức tử vong bao phủ trong lòng nó. Dưới loại cảm giác tử vong này, đôi mắt Thiên Hạc Độc Long Thú nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, nhanh chóng hiện lên vẻ oán độc. Một lúc lâu sau, điềm nhiên nói, ta lấy huyết mạch Hạc Long tộc thề, người chắc chắn sẽ bị Hạc Long tộc đuổi giết, trốn chết cả đời. Vừa thề, lời thề vừa dứt, độc nhãn đỏ ngầu còn lại của Thiên Hạc Độc Long Thú tự động rớt ra, sau đó bạo liệt. Ngay sau khi bạo liệt xuất ra một tia máu nhỏ, với một tốc độ cực kỳ kinh người xuyên thấu không gian, nhanh như chớp chui về trong thân thể Tiêu Viêm. Tốc độ tia máu này cực kỳ khủng bố, cho dù là Tiêu Viêm thì hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể nào tránh né được. Hạc Long tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi muốn trốn không thoát đâu. Thiên Hạc Độc Long Thú oán độc cười to nói, từ trong hai mắt nó chảy ra hai đạo huyết tuyền cực kỳ khủng bố. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, thủ ấn hắn vừa động, thân thể Địa Yêu Khô nhất thời bạo xuất ngân mang, ngân tụ lực đạo toàn thân đánh ra một quyền vào Thiên Hạc Độc Long Thú. Một quyền đánh ra, không gian xung quanh nhất thời vỡ vụn, hình thành nên một cái hố sâu nửa thước đen nhánh trống không. Thình thịch, một quyền khủng bố xen kẽ lực đạo kinh thiên hung hăng đánh vào đỉnh đầu Thiên Hạc Độc Long Thú. Dưới lực lượng đáng sợ như vậy, đầu khổng lồ của Thiên Hạc Độc Long Thú nhất thời thình thịch hóa thành vô số huyết nhục, liên tục bạo liệt. Khi đầu Thiên Hạc Độc Long Thú bạo liệt, vô số ma thú ở đằng xa nhất thời xôn xao, một lát sau liền tản ra, nhanh chóng chạy trốn.